như nắng ban mai, như mùa xuân rất gần. Cha đã cho con bao tình thương ấm áp, nâng bước chân con đi về nơi cuối trời. Cha đã cho con cuộc đời xanh ước mơ. Dòng thời gian nhẹ trôi, tuổi hồng giờ xa mãi. Hỡi cha dấu yêu, con thầm ước mong được bên cha dài lâu, được chia những thank you.
qua con, cha thương con không nói nên lời, sâu trong tim chan chứa biển khơi. Cha thương con năm tháng âm thầm, tình con vào thiên thu. Cha thương con không nói nên lời, sâu trong tim chan chứa biển khơi. Cha thương con năm tháng âm thầm. Cha thương con không nói nên lời, sầu trong tim chan chứa biển khơi. Cha thương con năm tháng âm thầm, tình còn vào thiên thu. Kính thưa tình nghĩa tham gia trong hầm kỹ thuật của gia đình Vĩnh Hòa Đạo, giờ này là đến giờ cầu siêu và ngọ ngày thứ ba cho thiền ngũ Hòa Đạo chúng ta, đó là Phạm Văn Linh. Thì chỉ còn có một nghi cúng cầu siêu này nữa thì 3 giờ Hòa Đạo chúng ta như trong người thân trong gia đình để đưa linh cữu những người về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy giờ đây ba mẹ chúng tôi cứ mời trong cộng đạo cũng như gia đình tham quyến để mời về nơi linh sàng, nên chúng ta để cầu siêu cho chúng linh một nhà lành cuối, để rồi lát nữa đây hành vi linh đưa người về nơi an nghỉ trong những câu kính mời. Thank you.
đi con ngồi nhậu thôi. Năm rưỡi anh đi làm á. Oh.
thân không thân dòng linh chung hồn anh đặng phụ thần thiếu yêu cõi thân tình thân
Dạ, kính thưa quý vị và các đến cùng gia đình Tam Nguyên, chỉ còn ít tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ đưa linh cụ cùng người em về nơi an nghỉ cuối cùng. Và giờ đây cũng có người chị Tư là chị Tư Khế cùng đến trước cầu âm nhạc và lên những đường nhạc buồn cũng như trong sân kỷ niệm công an nhà quân anh để phục vụ cho người em thanh niên của mình và cũng để làm ấm áp trong buổi trưa tang lễ hôm nay. Nhạc sĩ Trịnh và xin chuẩn bị tàu. Ấm áp trong buổi tang lễ hôm nay, ngôi nhà xin phép trình ra xin chuẩn bị bắt đầu. Thì
là chị năm mới. Và năm mới cũng cùng chú cầu ở lúc nào cho hết những người nhạc vô để tìm kiếm người em thân yêu và là sân cùng nên nhà xin trời nhà vì không
thôn tình nghĩa thôn gia thân bằng phước lực của gia đình chính hòa đạo. Hôm nay cũng là một ngày thứ ba của các chương trình giờ này và 14 giờ thì hòa đạo đến tập trung gia đình Tam Nguyên để rồi trình các minh thanh từ tổ và cá đầu lậu để di lịch cũ của người bạn đạo chúng ta, đó là Phạm Văn Linh, 50 tuổi. Và giờ này là đến giờ ban lãnh tôi để hành nghi để việc. Và giờ này ban lãnh tôi kính mời tất cả bóng đạo chúng nhân thần nhi nhạc sĩ để chuẩn bị để chúng ta làm lễ an táng cho mình. Về ban lãnh tôi kính mời. Con từng lời còn đâu có trả đi cùng.
đã thực hiện thì cha lại vẫn giữ ra đi. Thì giờ bắt đầu phân những tôi thành kiến thiên việt để đi lên tổ về để ăn được cuối cùng. Thì giờ phân những tôi bắt đầu hành lễ phan tử.
Thân nhân ngã về thân thân
tình chung. Lời nguyện của con xin được đảnh lãnh tất cả mọi thank you.
Cha ơi,
một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi.
cha tôi mất, đời tôi rất buồn, còn ai quý thương. Ngày cha tôi mất, tuổi xuân chưa tròn, trời quá bất công. Giọt lệ phân ly đau quá cha ơi, đời này còn mãi ghi nhớ trong lòng một người mà con kính yêu, kính yêu. Còn đâu giây phút người đưa đón chờ bên mái chân trường, còn đâu giây phút đùa vui suốt ngày lo lắng bao điều. Nguyện thề mai sau con giống như cha, một người đàn ông lo lắng gia đình hiền lành, chẳng đánh con mình. Ôi đôi mắt thiết tha nay giờ ở đâu, tình cha trời cao biển rộng ghi nhớ đời đời. Ngày còn khôn lớn thấy thêm buồn cho số kiếp, vì con không có cha, con không có cha. Ôi năm tháng mất cha đau buồn nhớ mong, về đêm con hay khóc thầm đau nhói nghìn trùng. Giờ chỉ mong ước, ước một điều cha tái thế, để con đền đáp công ơn. Còn mãi ghi nhớ trong lòng người cha suốt đời xây đắp tình yêu lo lắng. Yeah.
mắt thiết tha nay là ở đâu. Tình cha trời cao biến rộng ghi nhớ đời đời. Ngày còn khôn lớn thấy thêm buồn cho số kiếp, vì con không có cha, con không có cha. Ôi năm tháng mất cha, đau buồn nhớ mong. Về đêm con hay khóc thầm, đau nhói nghìn trùng. Giờ chỉ mong ước, ước một điều cha tái thế, để con đền đáp công ơn. Ngày cha tôi mất, lòng tan nát lòng, còn ai nhớ mong. Còn chi tê ta. Tất cả quý tử thân ở trong cái cuộc đời để hành toán của Phạm Linh, kể bắt đầu từ khi lâm bệnh thì quý đạo đã hết lòng cầu nguyện trong ba đêm, rồi tới cái ngày cuối cùng cũng như quý đạo đến để giúp trong cuộc lễ an táng của quan cung, thật là khó nhọc vô cùng. Thức đêm mưa gió đưa lên cùng rất là khó nhọc, nên cô ra lễ này không biết nói gì hơn để chân thành cảm ơn tất cả họ đạo nam thử tu sĩ và đồng đi. Và sau cùng cũng không có gì hơn để cầu nguyện ơn trên ban phước thần cho tất cả họ đạo chúng ta được mạnh khỏe, an khang và vui vẻ theo lẽ đạo. Và xin kế tiếp là xin lễ cúc vũ cho thì con tôi là Phạm Văn Linh. Dạ xin họ đạo chấp nhận, nhưng mà ngày 23 tháng hành có cúc vũ. Dạ xin tôi em thay mặt họ đạo để xin nhận cái lễ này, chấp nhận họ đạo vào ngày 23 là cúng cổ cho em ngày thái cổ. Thì nó cũng có cái giả ý là theo đánh vẽ là để bữa thái cổ mới sinh theo. Tôi sẵn có họ đạo ở đây, xin cho em tin là Phạm Công Tính được nhập môn cầu đạo. Để đó bữa đó rồi khai cũ rồi cái để luôn để khai cũ rồi xin phải không? Dạ 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 tôi bây giờ chưa quên mà chưa thành cái